bên phải quay. Được rồi, thứ tự từ 1 đến 2, điểm danh. Bắt đầu. 1, 2, hết. Cái lùng mẹ mới chơi đá vậy mày. Báo cáo Trung Quý nói là đếm từ 1 tới 2 thôi, em đến số 3 mà. Chưa tới lượt em cho nên em nói hết. Ở ngoài mà có đập đá không hả? Những cái mặt của mày ngáo ngáo, ốm ốm là tao nghi lắm mày. Dạ có, ngày nào cũng chơi bịch nắm chứ, lâu lâu cũng có chích nữa. Thằng này được, cậu là lính mới, ngày hôm nay tôi sẽ hỏi thăm cậu luôn. Ở ngoài xã hội cậu làm gì? Hay là suốt ngày chỉ biết hút chích? Dạ ăn trộm nữa. Tôi không có giận mặt với cậu đâu nghe. Lần này điểm danh cho đàng hoàng vô. Không hả? Tôi đá chích mẹ mày luôn. Đứng ngay thẳng đâu. Bắt đầu. Điểm danh từ 1 tới 2. Đi lên. Các đồng chí nghe rõ chưa? Thay phiên điểm danh hiểu chưa? Hả? Lần này lần cuối nha. Dẫn cái lỗ tai lên. Đúng là mấy thằng lính mới mà. Tôi nói lại lần nữa, gõ chưa? Đã gõ tôi chỉ huy. Tốt. Điểm danh. 1, 2, 3. Ba với bốn cái lùng mẹ mày. Ngu quá vậy? Thì chỉ huy nói điểm danh theo thứ tự mà em đứng thứ ba còn gì nữa. Bây giờ tao đứng đây tao dạy rồi mày đứng đó mày tấu hài hả? 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 Thế tao lụm mày luôn quá. Mặt thằng nào cũng ngáo như nhau chứ. Thưa chỉ huy, cầm. Chừng nào tao cho cái quyền nói mày được nói nghe chưa? Bây giờ tôi sẽ nhắc lại một lần nữa. Có nghĩa là lần cuối cùng. Đó. Có nghĩa là thằng đó nó số 1, thằng này số 2. Còn mày là số 1, thằng kế bên mày là số 2. Hiểu không? Không được số 3. Có nghĩa là 1, 2, 1, 2. Gõ chưa? Đã gõ thôi chỉ huy, em là số 1. Mà cuối cùng nó cũng hiểu quá trời trời, mừng muốn chết vậy đó. Bắt đầu điểm danh nè. Điểm danh. 1, 2. Trời là trời, từ từ thằng đọc thôi. Mày làm cái gì mày đọc gấp quá vậy hả? Cái đầu mày có cứt hả mày? Tao bắt đầu tao nổi điên rồi đó nghe. Nghe, trong đám là của mình nên mày là ngu nhất đó nghe. Nghe. Dạ thưa chỉ huy, em đếm số 1 rồi mà. Dạ thưa cha, ai không biết cha đếm số 1. Nhưng mà cha đếm từ từ thôi cha. Để thằng số 2 nó kết thúc rồi mới tới mày. Mày hiểu không? Má mày tao quạo lắm mày đứa. Thôi bây giờ vậy ha. Bình tĩnh, động não và nghe lắng nghe cho thật kỹ. 1, 2, sau đó là tới mày 1, rồi 2, rồi tiếp tục như vậy, hiểu không? Đừng có làm tao điên nữa. Trong đây ai cũng là lính mới hết á, có mình nói mày ngu á, hiểu không? Nghe nè, 1, còn này 2, mày á, vừa tới mày nè, 1, hiểu không? Rồi mày là 1 đó, thằng lồn, nghe rõ chưa? Nghe mày, 1, nghe thằng lồn, đợi người ta điểm xong rồi bắt đầu tới mình, hiểu không? Đừng có tập chó. Bây giờ em hiểu rồi, chí quý ơi. Nhớ là 1 đó, nghe thằng lồn. Từ 1 tới 2, bắt đầu, điểm danh. 1, 2, 1. Thằng lồn. Mẹ, tới thằng kế bên nữa. Con cặc nghỉ. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem hết clip của Duy nha. Thì đây cũng như là một lời cầu xin. Thì mong tất cả các bạn xem bên kênh Lồng Tiếng này á, qua kênh Duy GD Vlog á, ủng hộ và xem giúp Duy với. Cũng như là ủng hộ đăng ký cho Duy lên được 30.000 người đăng ký các bạn. Thật sự quay rất là cực khổ luôn mà đăng lên có mấy ngàn người coi à. Thì mong được tất cả các bạn qua ủng hộ cho Duy nha các bạn. Duy cho bạn nụ cười, bạn hãy cho Duy một đăng ký nha. Thì nó chỉ mất có vài giây thôi các bạn. Đừng tiếc với mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều nha.